đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đường rộng, cái đường này rộng thật ấy. Đài khí tượng, đài khí tượng thủy văn Tây Ninh. Bên đây là bệnh viện đa khoa. Đấy, bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Trung tâm thành phố Tây Ninh xem anh như nào. Ngày buổi trưa này chắc ít người, trưa nắng, chiều bây giờ là đầu giờ chiều. Đường ở trung tâm này rộng thật đấy. Mình vẫn đang đi ở đường 30 tháng 4. Như kiểu đường này mới mở rộng ra ấy, không có cây. Đây, cây bé lắm, không có bóng mát. Cây hai bên đường kìa. Nhà cao tầng Vincom Plaza. Đấy, Vincom Plaza ở đường 30 tháng 4, thành phố Tây Ninh. Đây trung tâm này trước kìa, nó biểu tượng của thành phố Tây Ninh kìa, nó hoài nước phun kìa. Đây biểu tượng của thành phố Tây Ninh. Đấy, chỗ này chỗ vòng tròn. Đấy, đi vào đây. Đi vào đây kìa. Chúc mừng năm mới này. Đây công viên này. Công viên này.
năm mới 2024 Tây Ninh trên công viên 30 tháng 4. Cái đường này là cái đường gì? Vẫn đường 30 tháng 4.